Xin chào mọi người. Hôm nay bác hàng xóm nè, kế nhà mình tiếp ha, đang chuẩn bị trồn giá thể để làm vạn thọ này mọi người. Đây, đây là có hai chú này làm được 1 tuần rồi. Đó, ở đầu kia là có một cái đống phân người ta ủ rồi đó mọi người, đã trồn và ủ rồi đó. Nguyên cái sân này là hoa vạn thọ rồi. Còn ở đây thì tiếp một đống nữa ha. Người ta chọn hai nơi như vậy để cho nó dễ thuận tiện. Để là đây mình quay cho mọi người xem cái đống phân này thì gồm có những gì nha. Đây là phân rơm này, phân rơm rồi có cái này là tro trấu ha. Cái đen đen mình này là cái gì chú? Không, cái này phân cá hả? À, phân cá cái bao ở đây hả? Đó, cái bao xanh đó. Cái bao xanh này ha. Phân cá hữu cơ hả? À, đây là phân cá hữu cơ này. Nhiều nhỉ, một bấy rồi mấy bao luôn hả? 4 bao hả? Phân cá hữu cơ. Cái đống này là mấy trăm bao sơ dừa chú? 240. 240 thì mấy bao lân? Chú đang mệt mà. 2 bao lân nào? 5 bao phân cá. Mấy bao tro trấu? 5 bao. Nhiều vậy hả? Tro trấu nhiều hay? Nó mới đèn thôi đó. Con thấy hả? Cái này phân rơm nè ha. Phân rơm mấy bao chú? À, 35 bao. Cái này có bỏ vỏ trấu không chú? Vỏ trấu? Không. Ha. Thấy ông đâu kia có bỏ vỏ trấu. Có chú hay không ha? Mọi người trộn một kiểu. Ở đây chỉ có phân rơm này. Ở đây có thêm một cái đặc điểm là đất. Đây là những cái bao đất này mọi người. Đất này, đúng không ta? Đúng rồi, đất này. Mình ăn này mình toàn đi phá không? Đất này. Đất này người ta bỏ vô trong bao, người ta giả nhuyễn ra này. Ở đây, đấy. Đất rất là nhiều ha. Này, đất này người ta cũng phơi khô rồi thải ra này. Đấy. Gồm có đất ha, phân rơm, lân, tro trấu với sợi dừa thôi. Ở đây không có vỏ trấu nha. Ở đây có đạm cá dày 5 bao mà màu đen luôn. Đó. Đây, phân rơm này. Ở đây có đất mọi người. Thì trộn giá thể để vô vạn thọ ha, thì mỗi người trộn một cách. Đó, tùy theo cái cách làm và thói quen của nhiều người thôi. Ở địa phương mình mà có những cái gì thì mình xài thêm ha. Ở đây chú làm lớn lắm. Làm nguyên cái sân này là 3.000. Năm nay làm mấy ngàn chú nào? 5.000. 5.000 sân này luôn hả? Ừ. Chỉ làm vạn thọ thôi hả? 5.000. Đó, rất là rộng lớn. Đó, chú đang nói đùa là 5.000 ha. Năm nay làm giống gì chú? Giống thọ. Tại vì chứ. Cô luôn hay cầu cao? Cô luôn giống năm vừa rồi á. Thọ Pháp nữa ha. Hai người đang trộn này mọi người, 2 người 1 tuần rồi. Trộn được đầu đó ha với đầu này. Nguyên cái đống phần bò này một. Mình nhắc mới nhớ. Trong này có phần bò không chú? Có 20 bao. À, 20 bao, ít. Đó, 20 bao phân bò thôi ha. Thôi video của mình tới đây thôi nha mọi người. Hôm nay rảnh rỗi nên thấy mấy chú làm nhiệt tình quá ra quay cho mọi người xem. Đó, nhà mình đây này. Đó. Mỗi người làm mỗi kiểu ha, nhưng mà Nói chung thì ban đầu khi mà xuống thọ thì mình thấy người ta thường trồn ủ rất chi là kỹ luôn. Làm kỹ như vậy thì cái thời gian mình chăm sóc á, nó cũng khỏe hơn nhiều mà cây nó phát triển tốt. Chứ làm số lượng lớn mà 5.000, 7.000. Ở đây thì chỉ là một sân của chú thôi, cho chú này làm tới mấy sân. Năm nay ông chủ ở đây có làm cúc mâm xôi Hà Lan không chú? Có, là bên kia. Yeah. Trời vậy chăm sóc gì nổi trời. Có hai chú ở đây ha. Thôi bye mọi người nha.